Chào các bạn, chào các cháu. Cá kho là món ăn được nhiều người ưa thích. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món cá lóc kho tộ. Món này rất đưa cơm và cũng dễ làm. Bây giờ mình mời cả nhà cùng vào làm với mình nha. Mình có 750 g cá lóc, 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu, 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng canh nước mắm, mấy trái ớt, hành và tỏi 45 g. Đây là phần sốt để kho cá, đường 1 muỗng canh, tương ớt 1 muỗng canh, nước màu đường mình cũng xào 1 muỗng canh, nước mắm 2 muỗng canh, hành lá và lá trà xanh. Đầu hành mình cắt khúc, lá hành mình cắt nhỏ, hai trái ớt cay mình cắt lát, hành tím thì mình băm nhỏ. Tỏi mình cũng băm nhỏ. Mình đi ướp cá, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu, 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh tỏi, nửa muỗng canh hành tím. Mình trộn đều, mình ướp khoảng 30 đến 40 phút. Và cá lóc này thì mình đã rửa bằng rượu, bằng muối, bằng giấm rồi. Cá lóc thì nó nhớt nhiều lắm. Mình rửa giấm thì nó hết hết nhớt. Nếu ta không có giấm ta có thể thay thế bằng chanh. Mình massage khoảng 5 phút cho nó ngấm. Mình bóc cái kỹ lên cho nó ngấm. Mình ướp trong ngăn mát tủ lạnh cho nó tươi. Mình chuẩn bị phần nước sốt, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, nước màu đường 1 muỗng canh. Mình khuấy đều. Mình ướp cá được 1 giờ rồi, bây giờ mình đi chiên cá. Mình cho dầu vào chảo khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng mình đi chiên cá. Mình đừng là lửa cháy to quá nó văng. Chiên cá khoảng 5 phút mình lật cá lên. Mình chiên thêm 5 phút giờ, bây giờ mình lấy cá ra. Mình xếp cá vào nồi luôn. Nồi thì mình đã lót lá trà xanh. Và lá trà xanh thì khử tanh rất là hay. Mình cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Còn bao nhiêu hành tỏi mình cho hết vào mình phi luôn. Mình cho ớt vào mình phi luôn. Hành tỏi thơm mình cho nước sốt vào. Và mình cho nước ướp cá vào luôn. Mình cho vào một chén nước nóng, mình đun sôi lên. Và nước sốt sôi bây giờ mình đổ vào được cá luôn. Mình cho thêm một chén nước nóng vô cho ngập cá. Nước cũng sắp như vậy là được. Bây giờ mình để lửa lớn cho cá nhanh sôi. Rồi cá sôi bây giờ mình giảm lửa nhỏ xuống. Mình đậy nắp lại, mình đun lửa cháy riu riu. Mình kho cá được 15 phút rồi, bây giờ mình lật lên cho nó ngấm đều. Thỉnh thoảng mình múc nước mình tưới lên để cho cá ngấm đều. Mình kho cá được 40 phút rồi, giờ mình thấy thiếu đường. Mình cho thêm 1 phần 4 muỗng cà phê đường nữa. Và mình cũng múc nước mình tưới lên. Mình cũng đậy nắp lại và mình đun lửa cháy riu riu. Mình kho được hơn 1 giờ rồi, giờ mình cho đầu hành và ớt vô mình kho. Bây giờ mình gắp hết lá trà xanh ra. Nước cá lúc này được rồi, bây giờ mình cho hành lá vô và mình cho tiêu vô và mình cũng tắt bếp luôn. Mình cho cá ra dĩa. Bây giờ mình thưởng thức. Nhìn miếng cá ngon lắm cả nhà ơi. Nước cá rất sánh kẹo, nước cá này chấm rau ngon lắm. Mình mời cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà ơi, thịt cá dai ngon, gia vị rất vừa ăn. Video của mình đến đây là hết, chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.